Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa bắt quả tang tàu sắt không có biển kiểm soát, có tải trọng 160 tấn do Trần Văn Định, 23 tuổi, ở thôn Bất Lự, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du là chủ sở hữu, điều khiển đang khai thác cát trái phép trên sông Đuống, đoạn chảy qua xã Đào Viên, huyện Quế Võ. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Ninh đã bắt quả tang trên 60 tàu hút cát trái phép trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh, khởi tố 1 vụ và 2 bị can.